Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi những ngày đầu năm hầu như không có sự biến động nhiều ở các địa phương trên phạm vi cả nước bởi người mua và người bán vẫn chưa mặn mà. Thậm chí một số trang trại chăn nuôi lớn còn chưa xuất bán trong ngày hôm nay. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, giá heo hơi phổ biến dao động từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như khu vực Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương Thái Bình hay trên địa bàn thành phố Hà Nội có mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương ở cuộc Trung Du và miền núi, nhưng cũng chỉ bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương. Và hầu như các thương lái vẫn chưa đi thu mua nhiều trong ngày hôm nay, với mức giá bình quân 56 cho đến 57.000 đồng. Tại nhiều khu vực ở Trung Du và miền núi như cuộc Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang hay là đối với khu vực Tuyên Quang trong ngày hôm nay, khung giá phổ biến từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg là nhiều số ít một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực vùng cao nhiều nơi vẫn đang đóng băng do đây là thời điểm mà người dân vẫn đang đi du xuân. Lượng thực phẩm dự trữ trong những ngày Tết vẫn còn, thậm chí nhiều cửa hàng tại các chợ dân sinh cũng chỉ mở bán để lấy hên đầu năm ghi nhận trong ngày hôm nay một số địa phương ở Cục Lai Châu và Điện Biên có mức giá dao động từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang phổ biến khung giá từ 55 cho đến 57.000 đồng. Bên cạnh đó, một số địa phương ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên phổ biến khung giá từ 52 cho đến 56.000 đồng các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mức giá dao động từ 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương. Huế, Quảng Trị không có sự thay đổi, phổ biến khung giá trên dưới 53.000 đồng. Khu vực Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng có mức giá 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam, Đà Nẵng là khu vực có mức giá cao nhất, nhiều nơi phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng, trong khi đó khu vực Phú Yên Khánh Hòa hay đối với khu vực Bình Định trong ngày hôm nay có mức giá dao động 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên cũng dao động trong khung giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Các địa phương như Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk hay Cục Gia Lai và Con Tum đang phổ biến trong khung giá như vậy. Lượng thịt tiêu thụ trong những ngày Tết ở thị trường miền Nam ít hơn so với các tỉnh ở khu vực phía Bắc. Chính vì vậy mà giá heo hơi ở khu vực này hầu như không tăng cả trước và sau Tết Nguyên đán. Giá heo hơi ở các địa phương cả khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay giao động từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương. Một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như khu Bình Phước, Bình Dương hay đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh giao động 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó các tỉnh ở thị trường miền Tây vẫn giữ nguyên so với trước Tết, khu vực Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu hay đối với khu Cần Thờ và Đồng Tháp vẫn đang trên 50.000 đồng một kg. Bán nhỏ lẻ cho lái mùa địa phương, nhiều nơi có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo được cập nhật trong ngày hôm nay ở cả ba miền như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực phía Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến khung giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cuộc bà vì trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay, tại các chợ dân sinh, Báo giá giao động 55 cho đến 56.000 đồng. Hưng Yên phổ biến mức giá từ 56 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Khói Châu, tiên lữ của tỉnh Hưng Yên có mức giá 57.000 đồng trên 1kg là cao nhất trong ngày hôm nay. Thái Bình có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Hải Dương trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1kg. Và người dân cũng chỉ bán để lấy hên đầu năm chứ số lượng chưa nhiều. Hà Nam có mức giá dao động từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, lượng heo về chợ không nhiều. Chủ yếu là heo được dự trữ từ trong tiết. Theo anh Thái, một thương lái có kinh nghiệm tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam chia sẻ rằng phải qua rằm tháng riêng thì chợ mới sôi động trở lại. Khu vực Nam Định trong ngày hôm nay cũng phổ biến khung giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Ý Yên nhiều người chia sẻ, người dân bán với mức giá 56.000 đồng là nhiều. Trong khi đó, tỉnh Ninh Bình có mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng phổ biến bình quân 56.000 đồng. Bắc Ninh trong ngày hôm nay giao động khung giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Lượng công nhân vẫn chưa đi làm trở lại tại tỉnh Bắc Ninh, chính vì vậy mà sức tiêu thụ chưa tăng. Bên cạnh đó, Thái Nguyên có mức giá giao động từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cục đại từ trong ngày hôm nay có mức giá khá cao 56 cho đến 57.000 đồng. Phú Thọ với mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng phổ biến khung giá từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ở cục Tam Dương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc, bình quân đạt 55.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Giang, có mức giá dao động từ 54 cho đến 56.000 đồng. Tuyên Quang trong ngày hôm nay phổ biến khung giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ở khu Yên Sơn, nhiều nơi báo giá 54 cho đến 55.000 đồng. Hà Giang có mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng. Cao Bằng với mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn 54 cho đến 55.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Chi Lăng có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai phổ biến khung giá từ 53 cho đến 56.000 đồng. Khu Yên Bái trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động so với trước Tết Nguyên đán có mức giá dao động từ 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó Bắc Cạn phổ biến khung giá từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu Tây Bắc như Sơn La 54 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Sông Mã nhiều nơi báo giá 56.000 đồng trên 1 kg. Mai Sơn có mức giá bình quân 55.000 đồng. Trong khi đó Lai Châu và Điện Biên có mức giá từ 54 cho đến 58.000 đồng. Hòa Bình phối mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay không có sự biến động nhiều. Thanh Hóa có mức giá dao động từ 50 cho đến 55.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục Thạch Thành trong ngày hôm nay phổ biến khung giá 53.000 đồng trên 1 kg. Cầm Thủy cũng dao động 52 cho đến 54.000 đồng. Tỉnh Nghệ An có mức giá 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ở khu Đô Lương có mức giá 54.000 đồng. Yên Thành có mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh có mức giá dao động 52 cho đến 54.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay bình quân dao động 52 cho đến 55.000 đồng. Một số địa phương ở khu vực miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam có mức giá dao động từ 52 cho đến 56.000 đồng. Quảng Ngãi 54.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Phú Yên trong ngày hôm nay phổ biến khung giá từ 53 cho đến 54.000 đồng. Khánh Hòa có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bình Định có mức giá dao động từ 51 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó hai địa phương là Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến khung giá 52 cho đến 54.000 đồng. Tài Nguyên, Lâm Đồng là địa phương có mức giá nhỉnh hơn so với các tỉnh khác, dao động từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Gia Lai, Con Tum phổ biến khung giá từ 53 cho đến 54.000 đồng. Đắk Lắc 52 cho đến 54.000 đồng trên 1kg, Đắk Nông trong ngày hôm nay có khung giá từ 51 cho đến 54.000 đồng. Thị trường miền Nam cũng không có nhiều sự biến động, các địa phương quanh thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai hay Bà Thị Vũng Tàu, Bình Dương phổ biến khung giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Bình Phước 53 cho đến 54.000 đồng trên 1kg, khu vực Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng báo giá 53 cho đến 54.000 đồng nhiều hàng quán quanh thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố lớn đã mở cửa trở lại ở thị trường miền Nam. Chính vì vậy mà trong vài ngày tới, sức tiêu thụ sẽ có xu hướng tăng hơn so với thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, các địa phương ở thị trường miền Tây, như khu Bến Xe, có mức giá từ 51 cho đến 54.000 đồng. Tiền sang 53.000 đồng trên 1 kg. Khu Long An trong ngày hôm nay cũng trên dưới 53.000 đồng. Trà Vinh 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Sóc Trăng có mức giá bình quân 53.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 52 cho đến 54.000 đồng. Khu vực Kiên Giang có mức giá dao động 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. An Giang 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Cần Thơ phổ biến mức giá 54.000 đồng. Đồng Tháp và Cà Mau dao động 53.000 đồng trên 1 kg. Nhìn chung, giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước không có nhiều sự biến động, mong rằng trong những ngày tới giá heo sẽ ổn định hơn và sẽ có sự khởi sắc trong năm 2024. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.